Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 18 tháng 10 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay, Lộc miền Nam trên kênh nó không có về, mong anh chị em quan hỷ. Còn anh chị em nào muốn có số đề tham khảo dự đoán cho ngày mai thì có thể liên hệ với số Zalo. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ ba 18 tháng 10 trên đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Bến Tre mình dự đoán cái cặp 17-71, còn ở Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 45-54, còn ở Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 67-76. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đề tham khảo dự đoán cho ngày mai thì có thể liên hệ với số Zalo. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.